Và bây giờ chúng ta muốn đặt câu hỏi thì chúng ta chỉ cần là gì các bạn? Ví dụ như chúng ta có cái mẫu câu là This is my teddy. This is my teddy. Có nghĩa là đây là con gấu bông của bạn. Vậy bây giờ cô muốn đặt câu hỏi là đây có phải là con gấu bông của bạn không? Thì cô chỉ cần là đem cái chữ is này nè ra trước chữ this. Có nghĩa là mình sẽ thay đổi cái vị trí của cái chữ is là mình đem nó ra đầu câu. Thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi là Is this your teddy? Is this your teddy? Có nghĩa là đây là con gấu bông của bạn phải không? Và chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Nếu mà đúng thì chúng ta trả lời là Yes, it is. Còn nếu mà không đúng thì chúng ta sẽ là No, it isn't. Được chưa các bạn? Rồi. Ở đây cô có ví dụ nè. Is this your car? Is this your car? Yes, it is. No, it isn't. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập ở dưới này nha. Ở đây cô có number one là Is this a car? Is this a car? Chúng ta dịch nè. Đây có phải là chiếc xe hơi không? Nếu mà đúng thì chúng ta trả lời là yes, it is. Thì chúng ta nói cái câu hỏi với cái câu trả lời là yes. Rồi, number two, is this a ball? Is this a ball? Đây có phải là quả bóng không? Hình con diều nhưng mà hỏi đây có phải là quả bóng không? Thì chúng ta trả lời là no. Vậy thì chúng ta nói với cái từ hỏi là no. Nói với câu trả lời là no. Okay, no it isn't. Sorry. Number three, is this a kite? Is this a kite? No, it isn't. Thì chúng ta nói vào. Rồi, number four, is this a train? Yes or no? Yes, yes, it is. Number five, is this a book? Yes or no? Yes. Rồi, chúng ta nói với câu trả lời là yes. Is this a doll? Is this a doll? Đây có phải là cái con gấu bông không các bạn? Sorry, đây có phải là con búp bê không? No. Vậy thì chúng ta nói với câu trả lời là no. Vậy là chúng ta đã xong cái phần bài tập này rồi nha. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ tiếp với cái bài tập số 6. Đó là gì? Write the words in the correct order, make question. Có nghĩa là mình sắp xếp sắp xếp cái câu này nè thành một cái câu đúng ở dạng câu hỏi. Tại vì ở đây người ta cho là những cái từ này nhưng mà nó sắp xếp lộn xộn với nhau. Thì ở đây cô cũng có làm sẵn rồi. Giờ ở đây thì chúng ta sẽ nhớ cái cấu trúc là is this your cộng với danh từ. Ví dụ ở đây chúng ta cho mẫu là is this your bone. Rồi câu số 2 là is this mine. Ở đây thì is this my doll. Is this your bone có nghĩa là đây là quả bóng của bạn phải không? Rồi is this my doll thì có nghĩa là đây là con búp bê của tôi phải không? Rồi vậy thì những cái mẫu câu tiếp theo thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha. Is this my car? Đây là chiếc xe hơi của tôi phải không? Is this your kite? Đây là con diều của bạn phải không? Is this your puzzle? Is this your puzzle? Đây là đồ chơi xếp hình của bạn phải không? Is this my train? Đây là chiếc xe lửa của tôi phải không? Đó là cái cách hỏi và đây là cái cách đặt câu hỏi nha. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái bài tập số 7. Thì ở đây là cái bài tập là để cho các con trả lời yes hoặc là no ha. Thì chúng ta nhìn vào phản ứng của các bạn nhỏ này nè thì chúng ta biết đó là yes hay no nha. Ở đây là cái câu mẫu rồi, number 2 nè. Cũng là câu mẫu luôn. Rồi bây giờ number 3, it is your car. Thì bạn này sẽ là ngạc nhiên đúng không? Thì sẽ là no it isn't. Rồi, it is your teddy thì bạn này sẽ vui là yes it is. Rồi, it is your train. Yes it is. It is your kite. Yes, it's it. Ok, thì đó là cái phần bài tập ha. Rồi, vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các bạn cái ngữ pháp và cái bài tập của Unit 2 rồi nha. Các con xem lại. Ok, thank you. Goodbye class.